Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Tân Bình 2A, xã Tân Thịnh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà phường có tổng diện tích là 555m². Trên thửa đất, căn nhà phường có 200m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ga đường tỉnh lộ 879 khoảng 500m. Con đường này rộng khoảng 5m. Mình di chuyển là đường xe ô tô 16 chỗ, rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có đèn đường, điện nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì có đầy đủ tiện ích như là chợ, ủy ban, trường học, cách khoảng 500m. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông về trung tâm thị trấn Chợ Gạo khoảng 3 km. Xung quanh đất căn nhà gia chủ đều xây tường và gào B40 hết đất luôn anh chị. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng nam. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho, anh chị di chuyển về khoảng 16 km là anh chị tới nha. Từ thành phố Hồ Chí Minh, em lấy mốc từ bến xe miền Tây, anh chị di chuyển về khoảng 68 km là anh chị tới. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang theo mặt tiền là 14m và có chiều dài là 51. Đất và nhà ở phía sau teo hậu lại còn 9m nha anh chị. Diện tích mình là tính từ ngay chỗ vị trí này. Đó, mình đo thẳng qua bên đây là 14m nha anh chị. Phía trước thì xây tường cao khoảng 1m và phía trên thì hàng sắt. Ở đây thì gia chủ cũng làm cổng gào rất là kiên cố luôn anh chị. Phía trước thì có làm tiền chế. Mình có một bãi sân để anh chị mình đậu xe ô tô nè, và có đám tiệc thì rất là thoải mái luôn nha anh chị. Ở bên đây thì cắm trụ luôn chị và xây tường luôn ha. Ở mặt tiền của mình là 14m, chiều sâu là 51, đất ở phía sau teo hậu lại chỉ còn 9m. Đất và nhà thì tương đối cao ráo và bằng phẳng anh chị. Đất thì không màu mỡ, xung quanh thì cũng không có. Vị trí này thì rất là thích hợp để cho anh chị, cô chú mình mua để ở và kinh doanh, buôn bán là tuyệt vời luôn nha. Trên thửa đất, căn nhà có 200m là đất thổ cư nha anh chị. Vậy thì anh chị, cô chú mình khỏi cần lên thổ cư luôn nha. Ở đây thì điện nước gia chủ thì cũng đã vô sẵn luôn anh chị. Ở bên hông thì cũng cắm trụ và kéo lưới hết luôn nha anh chị.
Cửa thì gia chủ sử dụng là cửa kéo nha. Ở đây là không gian phòng khách nha anh chị. Ở dưới nền thì lót gạch, tường thì sơn và đã đi bê hết luôn anh chị. Trần thì đóng la phong. Ở đây thì về anh chị mình có thể ngăn ra một phòng ngủ nha anh chị. Ở đây thì cũng lót gạch, mình sơn và đi bê hết luôn anh chị. Trần thì đóng la phong. Bên hông thì có cửa sổ nè. Ở phía sau thì mình có một cánh cửa. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 150 triệu. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà phường trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Về đây thì anh chị cô chú mình cũng không mất thời gian nha. Phía sau thì mình có một cái nhà mát nha anh chị. Ở đây thì chủ có làm một cái hồ nuôi cá Nam Bộ anh chị. Ở bên đây thì mình có nhà vệ sinh nè. Bên đây thì xây tường cao khoảng 3 mét hết luôn. Kênh giới thì rất là rõ ràng. Anh chị yên tâm ha. Ở phía sau thì đất của mình tớp hậu lại còn 9 mét nha anh chị. Nhà mát này thì về anh chị mình sửa lại ha, còn cũng rất là đẹp anh chị. Đất mình thì dài ra tới mí sao luôn nha anh chị. Trụ thì gia chủ đã cắm sẵn hết rồi. Ở đây thì nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Vậy thì anh chị cô chú mình có thể trồng dừa nè, mít, bưởi, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn nha. Tổng diện tích của mình là 555 m². Trên thửa đất có 200 m là đất thổ cư nhanh gì. Ở ngang theo mặt tiền là 14 m, chiều sâu là 51. Đất mình ở phía sau tớp hậu lại còn 9 m anh chị. Ở xung quanh thì đều cắm trụ và kéo lưới B40 hết luôn. Còn bên đây thì xây tường nhanh chị. Kênh giới thì rất là rõ ràng, cô chú có mua thì rất là yên tâm nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 150 triệu. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ dẫn anh chị xem nha và gặp ngay chính chủ luôn anh chị. Anh chị thấy video này hữu ích, cho em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để bên em có động lực để đi tìm những sản phẩm như là nhà vườn, đất vườn để anh chị mình mua nghỉ dưỡng và anh chị hoặc là mình đầu tư ha. Ở đây thì mình có đèn đường nha anh chị, điện nước, wifi có đầy đủ hết.
Nhà cửa thì khu vực này á, em thấy ở rất là đông luôn. Mình mua về á, anh chị mình nghỉ dưỡng cũng được, hoặc là anh chị mình kinh doanh như là tạp hóa cũng được anh chị. Mình cách chợ, trường học, ủy ban có 500 mét thôi. Bên hông thì chủ cũng làm một cái máy tiền chế nha anh chị. Đó, gia chủ cắm trụ nè, bê tông hết luôn anh chị. Ranh giới thì rất là rõ ràng ha, anh chị yên tâm. Mình rẽ trái ra là di chuyển về đường tỉnh lộ 879 nha anh chị, khoảng 500 mét. Còn hướng ngược lại thì anh chị liên thông về trung tâm thị trấn Chợ Gạo là 3 km nha. Phía trước thì chủ cũng làm tiền chế luôn nha anh chị. Sân thì chỉ đổ bê tông thôi. Vậy thì anh chị, cô chú mình có thể tu bổ lại thêm, là căn nhà phượng mình rất là đẹp luôn anh chị. Cổng rào thì gia chủ cũng làm sẵn hết. Cửa cổng thì bằng sắt nha anh chị. Ở ngang của mình là 14 m, chiều sâu là 51. Trên thửa đất, căn nhà có 200 m là đất thổ cư nha anh chị. Giá bán là 1 tỷ 150 triệu. Nếu anh chị, cô chú mình thấy phù hợp và ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Bên em sẽ dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.